Hi everybody, welcome back to my Horror Nightmare Gameplay channel. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Horror Nightmare Gameplay. Mình trong series 8 tiếng game này. Hãy bắt đầu từ game đầu tiên nào. Cho nên các TV shows. Tiếp theo nữa trong video này là Smiling is God. Let's play. Play story mode. Đóng cửa sổ phía trước nào các bạn. Xem này khá nghiện cà phê ạ. Ừ.
cho cần phải vào được cái phòng này không? Cứ vào trong này thôi. Chín sáu chín hai thì gọi 9692. Sáu hai chín bảy. QITIFG. Mình sẽ keyboard này sang cái phòng này. Ok. Cầm chữ B vào đây các bạn. Và phải nhớ đến con số 6297. Đi xuống nào. Cho là phá chiếc máy nào các bạn. Cho cứu tất cả những nhân viên này nào. 6 2 9 7. Nên vậy chỗ đã thành công vậy. Now we can escape from this company. Mình sẽ chuyển qua tự nhiên tiếp theo nữa trong video này nào. Bendy and the Ink Machine. Bối cảnh sau khi cho ngã từ trên cao xuống vậy, sau chapter 1 và đến phần 2 tụi em mình học. Well, I guess there's only one thing to do.
Press on. See if I can find a way out. How did this place get so big? Can you appear in the shadows? Terrain has sweet glass above me. The figure of him that shines in the darkness. I see. Hello? Excuse me, can you help me? We're gonna go in the water. Need to get power to this gate somehow. Should be a couple switches nearby. Then maybe I can open it. It's really dark in here. Looks like the stairwell's flooded. If I'm gonna get out of here, I need to find a way to drain it.
Yeah. My valve. Is that thing holding my valve? I love the quiet. And that's hard to come by in these busy times. And yeah, sure, it's easy. What are you doing? Đủ sâu vậy, phải đến trong đây kìa. Nào nếu được chưa ba đứa thôi này. Bây giờ mình sẽ chuyển sang tình tiếp theo nào. Đi bộ. Thank you.
คนะครับก็จะไปก็เลยครับมีเวลาจะสติที่เท่านะสติมันได้สเกฟได้โอเคสุดท้ายก็คือจะช่วยครับก่อนก่อนงานนะครับขอบคุณครับOkay.
Okay. Okay. Then you can get it somewhere. Okay. Tiếp theo là Finance F34. Ở bên này đây các bạn nhé, nè, you don't hear breathing when it's our flash line. Okay, nothing and everything is okay. Đây là chuyện phát triển cuối cùng trong video này nào. But he was just in horror game. Welcome to Bowling Basics in Education and... Oh, hi. Wow. A city. And no one's in this question.
Và đây cũng là tiết kiệm cuối cùng mình muốn chia tất cả trong video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Thank you.